xin kính chào quý các anh chị những người đồng hành cùng azfin việt nam và những anh chị yêu thích về trường phái đầu tư giá trị nhằm có thể giúp đỡ hỗ trợ cho các nhà đầu tư xây dựng được cái dòng thu nhập thụ động từ việc đầu tư cổ phiếu nói riêng và đầu tư tài chính nói chung hướng đến mục tiêu tự do tài chính và còn hơn thế nữa như là xây dựng cái gia sản đồ sộ để có thể chuyển giao cho các thế hệ kế cận đưa cái thịnh vượng đó nó kéo dài qua nhiều đời Chính vì thế cho nên chúng tôi đã xây dựng cái series xây dựng dòng tiền thụ động nhằm gửi đến các anh chị những kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng để có thể áp dụng vào trong thị trường chứng khoán nói riêng và toàn bộ thị trường chứng khoán tài chính nói chung nhằm xây được những cái mục tiêu mong muốn như vậy. Và ở phần 9 này thì tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là những sai lầm chết người khi đầu tư cổ phiếu dòng tiền ở Việt Nam thì à, bài học thì rất lý tưởng hay là những cái chia sẻ các cái nội dung của 8 phần trước, anh chị có thể thấy ồ những cái trường hợp đầu tư thật tuyệt vời. Ví dụ như tỷ phú Warren Buffett đầu tư cổ phiếu Coca-Cola. Năm 1989 chỉ nhận có 34 triệu đô la cổ tức thôi thì đến năm 2024 đã nhận tới 776 triệu đô la cổ tức mà không phải tái đầu tư một chút nào. Tức là cái công ty Coca-Cola này nó cứ trả cổ tức tăng đều hàng năm cho cổ đông của nó Một cách rất là bền bỉ trong nhiều năm liền Và từ đó cụ ấy thu được những cái dòng tiền nó có thể nói là rất lớn Rất lớn, canh chị ạ Rồi tiếp theo như là trường hợp bài học Sikendi của tỷ phú quân Vũ cũng vậy Năm 1972, ông ấy mua cả công ty này thì về cơ bản cái dòng lợi nhuận sau thuế mang lại cho ông có 8% thôi. Nhưng đến năm 2018 thì nó đã lên đến 320% so với cái tiền ông ấy bỏ vào đấy đầu tư các anh chị nhá. Rồi hay là trường hợp ở đây, đó là trường hợp ông ấy đầu tư vào cái hãng đường sắt à, BNSE ở, ở ở bên Mỹ. Đó, thì ở đây có thể thấy rằng là cái lợi suất, cái lợi nhuận sau thuế hay cái dòng tiền mà cái công ty này nó mang lại từ khi ông đầu tư nó rất mạnh mẽ tăng rất bền và ở mức rất cao đúng không ạ thôi chúng ta không nói đến những trường hợp ở mỹ nữa mà chúng ta nói đến những trường hợp ở việt nam đi thì ví dụ ở đây chính là cái trường hợp người thái họ mua cổ phiếu bmp của công ty cổ phần nhựa bình minh hãng nhựa hiện nay là lớn nhất nhì việt nam tương đương với nhựa tiền phong thì nếu như năm 2013 nghìn cái công ty này là lợi nhuận 370 tỷ sau thuế trả cổ tức được có 115 tỷ thì đến năm 2023 2024 lợi nhuận quanh 1.000 tỷ và họ trả cổ tức là 966 đến 969 tỷ đồng cho cổ đông như vậy cái cổ tức nó tăng đâu đó khoảng 8,5 lần so với so với năm 2013 sau chỉ hơn 10 lần 10 năm đó tức là ví dụ đầu tư một cổ phiếu bình minh một lượng tiền vào cổ phiếu Bình Minh năm 2013 nhận được 1,15 triệu cổ tức chẳng hạn thì đến năm 2024 cái cổ tức trả cho cái cổ phiếu đó nó đã lên tới 9,69 triệu đồng tiền cổ tức rồi nó tăng trưởng rất tốt rất hấp dẫn đúng không hay là trường hợp của cái cổ phiếu Bank of America mà tỷ phú Warren Buffett mua thế à, năm 2011 ông ấy mua thì từ 2011 đến 2017 ông ấy nhận 300 triệu đô la mỗi năm trên vốn đầu tư 5 tỷ 2018 là 378 triệu, 2019 462 triệu và 2024 dự kiến nếu không bán hết thì là 728 triệu đô la trên cái vốn đầu tư 5 tỷ đô ban đầu. Điều này là còn chưa kể đến cái việc nó tăng giá rất mạnh cùng với việc cổ tức tăng. Như vậy chúng ta chỉ cần nhìn cái dòng tiền, cái giá trị mà công ty trả cho cổ đông thì chúng ta đã biết được rằng là cái lợi suất nó mang lại rất khủng khiếp như thế nào, đúng không? Hay là trường hợp của FPT mà chúng tôi đã từng đầu tư? chia sẻ thật với quý vị là đầu tư nhỏ tôi cũng không nhiều bởi vì ngày 2013 cũng gọi là tình cờ đầu tư chứ không nghĩ ra được cái chiến lược phương pháp đầu tư như này đâu và số lượng đầu tư chúng tôi cũng rất ít bởi vì hồi đó cũng không có tiền đâu cũng mới ra trường được đôi năm chứ không có tiền đâu thế thành ra là cũng có một chút nhưng mà cái thành quả nó về tính về phần trăm nó tăng rất khủng khiếp thì đây chính là cái cổ tức mà FPT trả hàng năm cho cổ đông đây và nếu mà đầu tư từ năm 2013 trên vốn đầu tư thì lúc đầu có 6,94% thôi ở trường hợp này là tái đầu tư cả cổ tức thì đến năm 2024 là đã được 37,51% cổ tức. Tức là như này, quý vị bỏ vào 1 tỷ năm 2014, 13 thì 2014 quý vị nhận được 69,4 triệu đồng cổ tức và nó cứ tăng dần đấy. Đến năm 2024 đã nhận được 375,1 triệu đồng tiền cổ tức từ cái thương vụ đầu tư FPT rồi đó tức là người người ta hay nói cụ Warren Buffett hay nói đây là một cái dạng đầu tư trái phiếu có lợi có lợi tức tăng đều theo thời gian đấy anh chị tưởng tượng nhé từ 1 tỷ thì 2014 nhận được có 69,4 triệu dòng tiền thôi 2015 thì nhận được 7,75 triệu dòng tiền à, 77,5 triệu dòng tiền thì đúng hơn ạ trên một trên 1 tỷ và 2016 là được 95,6 triệu dòng tiền 2017 là được 11 119,4 triệu dòng tiền và 2024 là được 375,1 triệu đồng dòng tiền Đó Nó rất tốt Đúng không ạ Vậy thì cái lý thuyết Hay là những cái ví dụ Hay những cái trường hợp AZP nêu thì như vậy Nhưng còn thực tế thì sao Đúng không Thực tế Nếu quý vị mà chọn sai Hiểu không đúng Chọn không kỹ Rất có thể là Ăn cổ tức Nhưng mà lại tức tận cổ Đó Chứ không phải là cứ cổ nào Tôi thấy nó nói có cổ tức tiền là tôi cũng đầu tư nó được thế đâu Không hề Không hề Thì phim Việt Nam lựa chọn hiện nay ở Việt Nam Nếu không tính đến thanh khoản thì cả thị trường chứng khoán Việt Nam Chỉ đâu đó khoảng 20 đến 30 cổ đáp ứng được tiêu chí thôi Nếu 20, 30 cổ trên 1.500 mã Thì nó cũng rất ít, nó chỉ hơn 1% Còn nếu về cái yếu tố phải thanh khoản tương đối ổn một chút Có thể tham gia nhiều nhiều một chút Thì ở Việt Nam nó dưới 10 cổ đạt được tiêu chí đó Tức là về cơ bản chỉ 0,5% thôi Đạt được các tiêu chí đó thôi Chứ nó cũng không dễ dàng một chút nào Quý vị nhá. Bởi vậy cho nên là quý vị cũng cần phải hết sức thực tế Và dưới đây chính là những cái sai lầm Mà có thể mắc phải Và thường xuyên mắc phải bởi các nhà đầu tư Tôi sẽ nêu bật lên, lên ở đây Để quý vị có thể tránh được những sai lầm đó Để tránh ăn cổ tức Và tức tận cổ Thì sai lầm sơ đẳng đầu tiên đó là cổ tức cổ phiếu Và cổ tức tiền nhiều người cứ nghe thấy là doanh nghiệp này trả cổ tức Mãng trả cần biết trả tiền hay trả cổ phiếu Cũng thấy ủi cổ tức cao thế Ngon thế Đây tôi lấy ví dụ trường hợp Techcombank đi Năm 2024 người ta công bố là trả cổ tức Với tỷ lệ 115% Nghe xong ai cũng sướng Ai cũng sướng Bởi vì ví dụ giá cổ phiếu Techcombank lúc ý nó có 30 28, 30 Nếu trả 115% Thì ghê quá Kinh khủng quá Đúng không ạ Quá cao luôn Đúng không? Tuy vậy thì thưa mấy quý vị, chúng ta cần phải phân biệt rõ 115% này là tiền bao nhiêu cổ phiếu bao nhiêu. Thì ở trường hợp này người ta trả cổ tức tiền có 15% thôi, 15% tức là 1.500 đồng. Chứ không phải 15% trên giá mua nhé. Và 100% kia chính là chia cổ phiếu, chia cổ phiếu thôi. Chứ nó không phải là chúng ta nhận được tiền 115% trên cái vốn đầu tư hoặc trên mệnh đạt. Rồi tiếp theo ví dụ trường hợp của uh, ACB chẳng hạn họ công bố là trả cổ tức 25% một năm trong mấy năm qua và trong tương lai cũng sẽ thế. Trong đó thì 15% là cổ phiếu và 10% là tiền. Thì tức là họ chia cổ phiếu tỷ lệ 15%, tức là có 10 cổ nhận 1,5 cổ phiếu. Tiền thì 10 cổ thì nhận được 10.000 đồng. Đấy lưu ý này như thế nhé. Hay trường hợp của Techcombank ở phía trên, mỗi cổ nhận được 1.500 đồng tiền mặt thôi và mỗi cổ lại nhận thêm một cổ phiếu mới. Được chưa? Và cái cổ tức ở đây chúng ta lưu ý, đầu tư dòng tiền, thu nhập thụ động ở đây phải là cổ tức bằng tiền chứ không phải cổ phiếu. Và chính cổ tức bằng tiền thì nó mang mới mang lại cái thu nhập thụ động cho cổ đông chứ. Đúng không ạ? Đó và đây mới là bản chất của cổ tức. Còn cổ tức bằng cổ phiếu bản chất là chia nhỏ cái cổ phần của cổ đông nắm giữ mà thôi. Ví dụ trường hợp Techcombank có một cổ phiếu cũ nhận thêm một cổ phiếu mới là hai cổ phiếu. Chúng ta tưởng rằng chúng ta được lợi gấp đôi. Nhưng không phải đâu quý vị. Đó chẳng qua là thao tác chia đôi cổ phiếu của chúng ta chặt nhỏ ra mà thôi. Chứ chúng ta không thêm lợi ích gì cả. Tôi lấy ví dụ như thế này. Nó cũng giống như quý vị có một mảnh đất. Bây giờ có diện tích là 100m2. Thì quý vị chia đôi. Nó làm hai sổ. Mỗi sổ 50m2 chẳng hạn. Thế tức là đại loại người ta bảo là đấy, ông có một cuốn sổ đỏ, tôi thường cho ông thêm một cuốn sổ đỏ nữa, tỷ lệ 1:1. Đó, tưởng chừng những nhà đầu tư mới tham gia thì rất hay ngộ nhận điều này. Tưởng chừng kinh khủng lắm nhưng thực ra không phải, đó là chia đôi cổ phiếu của chúng ta thôi. Đó, tương tự đối với cổ phiếu với doanh nghiệp thế. Ví dụ trước đây, vốn chủ sở hữu, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu, tức là mỗi cổ phiếu có tài sản dòng là 30 000 thì người ta chia một một thì chúng ta cầm hai cổ thì giá trị tài sản dòng trên mỗi cổ chỉ còn có 15 000 đồng thôi chứ không phải là 30 000 đồng đâu thế thành ra là chia cổ phiếu chỉ là thao tác làm tăng vốn điều lệ của công ty nhìn nó to hơn thôi cũng giống như cái chuyện sổ đỏ một sổ ba một trăm mét chia làm hai sổ mỗi sổ 50 mét và khoe chúng tôi có hai sổ đỏ tức là về cơ bản cái vốn điều lệ cái vỏ nó to hơn thôi còn ở bên trong nó không thay đổi gì cả đúng không ạ và Đặc biệt đấy không phải là mang lại dòng tiền Thế do đó chúng ta đầu tư cổ phiếu nhằm mục đích Có được cái nguồn thu nhập thu động Thì chúng ta phải bỏ qua cái câu chuyện liên quan đến cổ tức bằng cổ phiếu Mà chỉ quan trọng đó là cổ tức bằng tiền như thế nào mà thôi Sai lầm sơ đẳng thứ hai đó là không phân biệt được tỷ lệ cổ tức và tỷ suất cổ tức và bị hiểu nhầm rất nhiều thưa quý vị. Thực tế cái điều này vô cùng đáng buồn Bởi vì tôi cũng đã có nghe trên mạng người này người chia chia sẻ Thậm chí có những chuyên gia tự dạy mình là người đào tạo chứng khoán số 1 Việt Nam Người ta còn không biết những cái điều sơ đẳng nhất trong những điều sơ đẳng Đó là người ta bảo đấy Vinamilk ví dụ cổ tức 38,5% đấy Tức là quý vị đầu tư vào 100 triệu mỗi năm lãi được 38,5 triệu cổ tức Tức là chỉ chưa đến 3 năm là quý vị thu hồi vốn nhưng điều đó là sai không hề đúng một chút nào đấy chỉ là tỷ lệ cổ tức thôi nó không phải tỷ suất cổ tức và sau đây tôi giải thích cho quý vị như sau tất cả cái tỷ lệ cổ tức được tính trên mệnh giá ở Việt Nam hiện là 10.000 đồng tức là 38,5% kia tức là 3.850 đồng được chưa nó cố định luôn là 3.850 đồng tức là phần trăm đấy là trên mệnh giá mệnh giá ở Việt Nam là 10.000 còn giá cổ phiếu nếu là 100 nghìn thì sao? Đúng không? Đó, được chưa? Cái tỷ lệ cổ tức này thì không cho nhà đầu tư biết Thực sự nó mang lại cái lợi suất cho chúng ta Tức là cái hiệu quả đầu tư cho chúng ta cao hay thấp đâu Đúng không? Mà tỷ suất cổ tức mới là điều cổ đông chúng ta phải quan tâm Ví dụ ở trường hợp trên Vinamilk Tỷ lệ cổ tức là 38,5% Thì nó hiểu là trên mệnh giá 10.000 Tức là 3.850 đồng và đây là quy định ở trong pháp luật rồi Chứ không phải là suy diễn ra Được chưa? Quy định trong pháp luật Rồi còn tỷ suất cổ tức thì sao? Tỷ suất cổ tức thì chúng ta phải lấy 3.850 đồng này Chúng ta chia cho giá thị trường của cổ phiếu này Thì lúc đó mới có biết được tỷ suất cổ tức của chúng ta Thực sự bao nhiêu trên cái đồng tiền chúng ta bỏ ra nếu mua cổ phiếu Ví dụ vào ngày 27 tháng 11 năm 2024 này thì giá cổ phiếu đóng cửa 64.600 đồng. Như vậy tỷ suất cổ tức bằng 3.850 đồng chia 64.600 đồng bằng 5,96%. Và đây mới là con số chúng ta quan tâm. Và cái tỷ suất cổ tức này nó mới trên cái tiền chúng ta bỏ vào đầu tư. Được chưa ạ? Và nó cao hay nó thấp? Thì phải đánh giá cái con số này. Chứ không phải là chúng ta đầu tư vào được 38,5% một năm đâu. Được chưa ạ? quý vị hãy lưu ý là như vậy và cái điều này thì tất nhiên rất nhiều nhà đầu tư đã hiểu thôi nhưng tôi tin rằng vẫn có một nửa các nhà đầu tư không hiểu và nghĩ sai đó và như tôi nói đấy tôi nghe trên mạng đấy có một số chuyên gia tự nhận mình đầu tư thế này thế kia mà không biết được điều này mà một điều sơ đẳng nhất được chưa và từ đó có thể thấy tỷ suất cổ tức mới là điều quan trọng và có ý nghĩa với nhà đầu tư của chúng ta còn tỷ lệ cổ tức này chỉ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp khi họ đưa ra cái trả cổ tức như thế nào thôi bởi vì giá thị trường luôn biến động họ không thể đưa ra tỷ suất cổ tức được đúng chưa thế nên ra họ phải đưa ra một số cố định đó là tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá đó thì quý vị sau buổi hôm nay quý vị phải lưu ý là tính tỷ suất cổ tức chứ không phải là tỷ lệ cổ tức và cái đó mới là cái chúng ta quan tâm và có ý nghĩa tiếp theo sai đầm cơ bản à, sơ đẳng tiếp theo Thứ ba, đó là không phân biệt được cổ tức đột biến. Ở trường hợp này tôi xin lấy ví dụ. Ví dụ, một cái công ty ở trên sàn. Đó, ST8. Tức là công ty này ngày xưa nó là siêu thanh tán đấy. Nó niêm niêm yết rất lâu đời và tôi theo rất lâu rồi. Đó, thì cái công ty này bình thường trả cổ tức nó cũng tương đối thấp. Thế 26 đột biến lên cái là khá cao lên đến 9 90 10, 100% đúng không? Chục nghìn bạc đúng không? Một cổ rồi nó lại thấp lè đè có vài trăm đồng Rồi cuối cùng đến năm 2022 nó trả một cục Hơn 200% Được chưa Trả một cục hơn 200% Cổ tức Tức là hơn 20.000 đồng trên một cổ phiếu Và chính trong giai đoạn này Rất nhiều nhà đầu tư thấy tuyệt quá ngon quá Và họ đẩy vào giá lên rất cả Và cuối cùng cái cổ phiếu ST8 này đã khiến họ phải trả giá đắt. Bởi vì cổ tức này là cổ tức đột biến một lần chứ năm sau không còn tiếp nữa và kết quả 2023 2024 không có cổ tức nữa. Và vì sao lại đột biến? Đây quý vị nhìn này, kết quả của nó đang đi xuống rất tệ hại. Đến 2022 bắt đầu tự nhiên nó tăng lợi nhuận từ mức rất thấp chỉ có 2 3 chục tỷ lên một lúc 200 tỷ đồng. Và cổ tức này đến được từ cái việc là thanh lý tài sản một cách đột ngột. Có rất nhiều công ty như thế công ty vì mẹ vì mẹ cô cũng thế họ bán đi một cái tòa nhà rất lớn ngày trước là họ giữ lại tòa nhà để họ cho thuê hoặc họ làm văn phòng thế sau họ bán đi một cục thế là họ ghi một đống lợi nhuận vào đấy vào năm đó và năm sau còn đâu tòa nhà nữa mà bán thế thì cuối cùng họ nhiều tiền của họ lôi ra họ trả cổ tức thế thì nhà đầu tư không biết lại nhìn vào đây lại bảo cổ tức cao thế này giá đấy trả hai mươi mấy nghìn đồng một cổ phiếu mà giá này có 50 mươi nghìn thế như vậy hai năm chúng ta hoàn vốn nhưng rất tiếc từ những năm sau cổ tức về không hoặc rất thấp về khoảng 500 đồng chẳng hạn thế là tai hại rồi sai lầm rồi đúng chưa đó thì đấy là cái câu chuyện nó diễn ra rất thường xuyên ở cái này hay là tôi nghe nói nhiều người hỏi chúng tôi là về cổ phiếu VOC đấy công ty liên quan đến gọi là tổng công ty dầu uh, thực vật đấy công ty này rồi được uh, Kido kỳ đô mua lại rồi thì họ cũng dự định trả cổ tức đột biến hàng một chục ngàn vài chục ngàn thế thì giá cổ phiếu có 25 30 ngàn nên người ta bảo tốt quá rẻ quá nhưng không đó là cổ tức đột biến thôi sau đó kết quả anh doanh thậm chí nó là âm nó rất kém và những cái loại cổ tức đột biến này trên thị trường có quá nhiều luôn quý vị thậm chí nó có cả đến vài chục công ty như thế và nhiều nhà đầu tư bị nhầm lẫn cái này vô cùng nhiều lắm ấy không kể hết luôn ấy quý vị ạ không kể hết luôn ấy được chưa rồi tiếp theo sai lầm sơ đẳng tiếp theo đó là không hiểu về triển vọng tương lai của doanh nghiệp có những doanh nghiệp họ trả cổ tức cứ đều đặn đều đặn hoặc tăng trưởng rất tốt thế thì người ta nghĩ rằng là a à, tương lai nó cũng sẽ tăng trưởng tốt đấy cổ tức nó sẽ duy trì được cao đấy nhưng người ta không hiểu là doanh nghiệp kinh doanh gì thưa mấy quý vị ở những cái doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh có lợi thế cạnh tranh mạnh ấy, thì họ sẽ duy trì được cái lợi nhuận đó cao sẽ duy trì được lợi nhuận cao người ta gọi cái mô hình kinh doanh là continuous tức là nó cứ tiếp diễn tiếp diễn liên tục được được chưa ạ còn ngược lại có những cái đơn vị họ phụ thuộc vào những cái điều kiện nhất định Tôi lấy ví dụ như này. Có một công ty thủy điện ở miền Trung. Đến năm 2027, 2028 uh, này, họ sẽ phải chuyển giao lại cái thủy điện họ khai thác mấy chục năm có lợi nhuận cao cho nhà nước, đấy là theo quy định. Theo cái điều khoản ngày trước là ký kết với nhau. Thế thì những cái khoản cổ tức trước đây nhờ vào cái lợi nhuận ở cái thủy điện đó rất cao. Thì 2027, 2028 cắt rồi còn đâu nữa? À? Đúng ạ, thế mà nhiều người vẫn mua nó bảo là ủi cổ tức nó 3 4000 nghìn, 4000 nghìn giá có 25 30, rẻ quá mua đi mua đi. Nhưng rất tiếc là 2 3 năm nữa nó đâu còn cổ tức nữa. Hay là trường hợp ví dụ cụ thể ở đây là công ty cổ phần núi. Núi núi nhỏ, đá núi nhỏ, NNC, NNC, NNC niêm yết ở trên sàn giao dịch chứng khoán ấy. Hay là cổ phiếu C32 của công ty cổ phần nói chung là công ty cổ phần khai thác đá đá C32 ấy. Đó. thì những cái công ty này nó có lợi nhuận được nhờ cái các cái mỏ đá của nó. Ví dụ núi nhỏ có mỏ đá núi nhỏ C32 có mỏ đá Tân Đông Nghiệp cùng với KSB. Thế thì cái thời gian người ta cung cấp cấp giấy phép cho khai thác đá ấy, nó chỉ có hạn thôi, ví dụ 15 năm chẳng hạn. Rồi khi khai thác mỏ đá, ví dụ đào tới cái cốt sâu nhất là 150 m vuông thì hết rồi không được đào nữa. Thứ nhất hết hạn, thứ hai là đào đến cốt ý là đủ rồi, không được còn đâu đá nữa mà khai thác. Thế thì lợi nhuận trong tương lai nó sẽ rất thấp chứ nó không cao được. Nhưng mà nhà đầu tư này cứ nhìn vào những cái dòng cổ tức trong quá khứ và thấy ô năm nào nó cũng chào ổn định đều này thì tương lai nó sẽ có ngon quá mua thôi và kết cục là mua vào rất nhiều ừ. trường hợp dính là vài này một năm sau hai năm sau nó không còn cái kết quả kinh doanh nữa và cuối cùng nhà đầu tư lĩnh hậu quả đủ và cổ tức trở thành tức cỏ luôn đó, thì nhiều cái câu chuyện như thế nó diễn ra trên thị trường đó và cái lựa chọn cổ tức này thì với AZFIN Việt Nam thì chúng tôi chuyên rồi Thế thành ra là chúng tôi lựa chọn nó rất dễ dàng. Nhưng thưa với quý vị, để quý vị lựa chọn, nếu không áp dụng cẩn thận thì sẽ rất khó và không làm được đâu. Vì sao lại vậy? Vì, vì trên sàn 1.500 mã, ảo thì nhiều. Còn những cái cổ phiếu mà thực sự có cổ tức triển vọng tốt, ổn định, bền vững, định giá hợp lý thì nó không có nhiều đâu. Nó cũng chỉ dưới 10 thôi. Đấy, tức là nó chỉ là 0,5%. Để tìm ra nó rất khó. Rồi lưu ý đến quý vị những cái rủi ro này như thế, những sai lầm này như thế. Vậy thì cái đầu tư dòng tiền thụ động hướng đến cái việc xây dựng một cái kênh thu nhập tạo ra cái dòng tiền một năm 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ, thậm chí 10 năm, 20 tỷ. Thì chúng ta cần phải làm như thế này. Đấy thì thực tế thì chúng tôi cũng đang tư vấn cho một số anh chị. Cũng có dòng tiền bây giờ một năm là khoảng 3 đến 5 tỷ rồi đấy có anh chị lớn nhất dòng tiền hiện nay nó lên đến khoảng độ 9 tỷ một năm. Đó. Thì làm sao để xây dựng được dòng tiền mà an tâm bền vững? Thứ nhất chúng ta phải hiểu rõ được bản chất của phương pháp này, của chiến lược này, chiến lược đầu tư thụ tạo dòng tiền thu nhập thụ động và hiểu được bản chất của nó là gì. Đúng không? ạ? Và thứ hai cái phương pháp áp dụng của chúng ta ở đây là đầu tư giá trị hướng đến lâu dài và bền vững. Chứ không phải là ăn sổi Không phải là nhảy vào ăn thua với thị trường chứng khoán Và thứ ba ở đây là chúng ta phải hiểu được cái nội tình ẩn sâu bên trong Điều làm cho cổ tức cao và bền vững trong dài hạn là cái gì? Chứ không phải chúng ta nhìn người ta công bố à trả cổ tức 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Mà vấn đề chúng ta phải nhìn vào bản chất ở bên trong Cái gì tạo ra lợi nhuận, tạo ra dòng tiền, tạo ra cổ tức cho cổ đông. Cái đó nó có cái gốc rễ đó nó có bền vững hay không? Thì mới là cái quyết định để chúng ta đưa vào có đầu tư hay không Chứ không phải chúng ta nhìn cái bề ngọn Đó là cái sự nổi lên đó là có tiền cổ tức Tôi thấy mấy năm qua có cổ tức tôi mua Ồ oh, điều đó là có thể sai lầm chết người Và nhiều bạn bảo ở trên sàn có cổ phiếu DHA Ví dụ thế nhiều bạn bảo là Cổ tức một năm trả 5.000 Giá bây giờ 48 chẳng hạn ví dụ thế Qua wow, hợp dẫn mua thôi ví dụ như thế Nhưng quý vị hãy tự tìm hiểu xem Đa hoa ăn các mỏ đá tất nhiên có mỏ còn dài, có mỏ ngắn nhưng mà liệu nó có mãi mãi được không? Hay là vài năm nữa khi một mỏ này giảm, mỏ kia giảm thế là nó điều chỉnh giảm một chút. Đúng không? Đó, tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần phải lo sợ quá mà chúng ta hãy từ từ chúng ta áp dụng những cái kiến thức, những cái nội dung mà phim đã truyền tải ở trong cái series xây dựng dòng thu nhập thụ động từ đầu tư cổ phiếu và thị trường tài chính. Xin chúc quý vị có những nội dung hữu ích áp dụng vào trong đầu tư của mình để xây dựng được một cái kênh dòng tiền cao bền vững hướng đến tự do tài chính và hơn thế nữa trong dài hạn xin chào và hẹn gặp lại